Thưa quý vị, tối qua theo giờ Việt Nam thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ thông báo cách chức Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và hiện thì tờ Washington Post đã xác nhận thông tin này. Việc thay thế ông Tillerson là một trong những biến động về nhân sự lớn nhất trong nội các của ông Trump và điều này thì đã ngay lập tức khiến cho thị trường Mỹ rung lắc với nhiều điều chỉnh. Cụ thể thì chỉ số đồng đô la Mỹ thước đo sức khỏe của đồng bạc xanh với các đồng tiền chủ chốt khác đã giảm 0,24% sau thông báo và hiện thì vẫn tiếp tục đi xuống quanh mốc là 0,32%. Thông tin này đã tiếp thêm đà đẩy giá vàng tương lai giao tháng tư vẫn tăng gần 0,5%. Các nhà giao dịch lo ngại là sự thay đổi về nhân sự này sẽ kéo theo nhiều chính sách bảo hộ thương mại hơn nữa và các đối thoại về giao thương cũng sẽ căng thẳng hơn. Trong khi đó, thị trường chứng khoán đã giao dịch hỗn loạn ngay từ đầu phiên. Chốt phiên thì cả 3 chỉ số chính đều giảm mạnh. Theo trang Bloomberg, thì Tổng thống Trump và ông Tillerson thường xuyên công khai ông nói gà, bà nói vịt. Trong khi trong nhiều vấn đề, từ những thỏa thuận chống biến đổi khí hậu Paris, mức độ ủng hộ của Mỹ với việc các nước vùng vịnh cấm vận Qatar hay là có nên theo đuổi giải pháp ngoại giao đối với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên hay không. Những đồn đoán về việc ông Tillerson sắp từ chức đã rộ lên từ hồi tháng 10 năm ngoái, phổ biến đến nỗi được gọi là Brexit, tức là một từ ghép giữa Rex và Exit. Đỉnh cao của mâu thuẫn giữa ông Tillerson và ông Trump lộ rõ khi mà ông Tillerson chỉ trích phản ứng của ông Trump với vụ bạo loạn vì mâu thuẫn sắc tộc ở Charlottesville. Ông Tillerson cho rằng là ông Trump chỉ cất tiếng nói cho bản thân của ông ấy và chúng tôi bày tỏ các giá trị của nước Mỹ từ Bộ Ngoại giao. Mấy ngày vừa qua thì ông Tillerson có chuyến công du tới châu Phi và ông trở về Washington vào lúc khoảng 4 giờ sáng ngày thứ ba, chưa đầy 5 tiếng sau thì ông đã bị ông Trump tuyên bố cách chức. Giám đốc của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA, ông Mike Pompeo ngay lập tức được đề cử thay thế ông Tillerson.